Hello mọi người, hôm nay thì các bạn có thấy điều gì khác lạ trên cái khung của mình không ạ? Vâng, đó chính là bộ VIP Inferno. Hôm nay thì mình sẽ làm về set súng AK-47, DE và Kuri Inferno. Đẹp nhất đó chính là cây Kuri, rút ra nhìn rất là chất chơi người rơi. Và cây này nó rất là mạnh. Mình đánh giá cây này nó phải gọi là ảo nhất trong cái dòng họ Kuri. Tại vì nó chém rất là xa, chém xa hơn cây Kuri Bis. Đấy, nếu các bạn muốn test đam thì các bạn hãy comment bên dưới clip của mình. Và mình sẽ test cho các bạn xem nó chém xa và ảo lòi như thế nào. Đấy, còn bây giờ thì không thể test được. Đi C4 mà, nhìn ngu là chết đấy. Chết đấy, rồi, flash vào. À, có một thằng lao lên đây. Đây rồi, một bé. Vâng, đồng đội thông báo rất là chuẩn. Đâu rồi, mình sẽ test cây súng về nhiều hơn. Còn cây AK-47 thì cũng gọi là cầm theo cover thôi. Tại vì AK-47 thì bắn nhiều rồi, DE thì chưa dùng bao giờ. Ủa ôi, nhanh thế, cái định mày gắt vờ lời. Đâu rồi, còn một thằng nữa. Úi dồi, anh em phải gọi là nó quá nhanh và quá nguy hiểm rồi. Một trận nó trải qua chưa đầy một phút là GG. Rồi từ từ thôi các bạn này, cho mình ăn với. Sồn sồn như thế thì có ngày nó gãy đấy. Nó gãy cái đấy đấy. Gãy súng. Và anh em chúng tôi hay gọi là gãy chim. Rồi một bé ra đi. Cái tội là solo 3Z. 3Z chúng tôi thì có 3Z VIP thôi. Còn bạn thì 3Z thường thì không nên đỏ được. Rồi hẻm A có biến. Anh em đâu? Qua hẻm A đi. Mình đứng đây cho. À dưới này. Úi dồi. Thiên nhiên ăn nhanh thế. Vì xe đi qua nhà tìm bạn. À, đứng thế này này. Ơ, gì đây? Gì đây? Bắn cái gì? Rồi, còn một thằng yếu. Lên nào. Lên là lên là lên. Lung linh là lên luôn. Anh em đâu? Mình bắt đầu nghe tiếng chân đi qua đây. Vâng, bạn ấy chắc là đi chậm. Không biết là đi chậm như thế nào mà mình lại nghe tiếng chân nhở. Ủa, thằng kia lại đi lên bên kia. Lung linh là lên luôn. Tuy nhiên cầm cây lục đồ bò. Tưởng là ăn được mình cơ. Nhưng pha đấy lỗi quá. Mình lao vào ngay mà. Loạn hết cả lên. Không thể bắn được. Đạn nó bay linh tinh ý. Bạn đạn bay tứ phương mà. Cái khẩu súng đấy thì hơi bị khám lọ. Nếu mà phản xạ nhanh thì nó rất là mạnh. Mà phản xạ chậm thì nó rất là phế. Cái gì ấy? Bắn sấy bình tĩnh thôi. Để cho anh em ăn với. Một mình ăn hết. Lấy cái gì đút vào mồm mình đây. Rồi. Chui cóng à. Gắt thế. À bên kia bắt đầu đi lên A rồi. B không đánh được. Nó bắt đầu đánh A. Và A đã có người nằm xuống rồi. Khu vực mic bé A. Anh em hay gọi là mic nhỏ của A. Tại vì cái map này thì nhiều mic quá. Sao nó không đi lên B nhỉ? Đứng đây thối hết cả mồm, ấy chết nhầm. Đau hết cả ruột. Á, à, lên này. Thích lên không? Ô, ô, còn 13 tiết. Vãi nồi. Vâng, một tuy nhiên đi lên rồi mình không để ý. Vâng, ném bom cái gì? Tuy là mình yếu máu. Ơ mà nó ném bom gần như thế mà mình không chết nhỉ? Nhiều lúc thật hư cấu. Các bạn nhìn thấy khẩu DE có đẹp không ạ? Đi chậm nói khẽ, cười duyên. Đi ra. Đi ra này. Rồi, các bạn xem 13 tiết làm được gì đây. Còn một thằng nữa. Kiểu gì nó cũng đi xuống thôi. Thế luôn. Thôi không chơi đấu súng, chúng ta sẽ chơi móc lốp. Như này dùng Kuri chém thì rất là phê này. Thôi mình sẽ không để mất trinh đâu, nãy giờ mình chưa mất trinh nhỉ. Nếu các bạn muốn mình chém Kuri thì mình sẽ vào chơi cận chiến cho các bạn. Đây rồi, ai. Thằng này còn nhiều máu thế. Bây giờ mình chưa mất trinh em ạ. Cái số phận không thể hẩm hiu hơn. Tại vì mất trinh thì nó điều gì đó là khám lọ. Thì không muốn điều này. À,
nó lên ạ, nó lên B kìa. Lại chui vào đây à? Không, nó đi thẳng vào luôn. Tuy nhiên đi thẳng này. Úi dồi ôi, sao lại đi thẳng vào như trốn không người thế? Vâng, bạn ấy rất tự tin, đấu súng luôn. Vâng, giảm vãi. Thật khó hiểu anh em ạ. Vào đấu súng khu vực B luôn mới ghê chứ. Trong khi cái khu vực này thì tụi mình nó chiếm hết rồi. Đây là đất của bố mày. Đi vào đất của bố mày là phải đóng phí các kiểu. Rồi, không thằng nào lên nhở. Thời gian thì cứ chậm rãi trôi qua. Chúng tôi vẫn đang đói như răng này. Chúng tôi cần mạng để đút vào mồm. Nãy giờ đói quá. Ít còn hai thằng thôi. Mong là tụi nó sẽ đi lên khu vực B. Úi dồi ôi, sao đi... À đây. Úi dồi ôi. Tự nhiên, vai thật. Thì chui cái cống ạ. Đậu xanh đường không đi, cứ đi chui cống. May quá, không phích mạng rồi. May cái pha đấy mình tỉnh, nhưng mình không mơ ấy. Pha đấy là mình mơ là mình chết. Vẫn tỉnh, vẫn đẹp dài. Ơ, sao lại tương bom. Thôi xong rồi. Còn có 69 tiết. Không tự tin lao lên. Rồi một mả người nằm xuống rồi. Vâng, đúng là một này. Vâng, đúng một người. Vãi. Hai người. Vâng, anh kia lao lên cũng chết luôn rồi. Này thì lao lên này. Ơ, đấu súng à? Thật là VL. Vâng, đuối rồi anh em ạ. Mấy thiên nhiên bên kia thực sự là mất hết bình tĩnh rồi. Không còn gì để nối tiếp. Lao lên đấu súng như một vị thần. Trong khi bản thân chỉ còn vài tiết. Rồi ok. Thiên nhiên kia nhanh nhở. Mình nghĩ là thằng kia nó đi xuống đây mà tự dưng này nó lại chết trên đấy. Chúng ta sẽ tiếp tục clip zombie bài nhá. Giờ chặt chém zombie bài cho nó phê đi. Trận này nhanh quá. Ok, vì clip C4 quá ngắn nên mình sẽ làm thêm thứ 3 và cho các bạn xem sức mạnh của cây Curry VIP Inferno này. Cho các bạn thấy được mức độ ngu người của mình khi cầm cây này. Đấy, mình sẽ liều mạng hơn. Rồi, thằng Tơ đứng im này. Tuyên truyền khi mà thằng Tơ đứng im ý, thì cái xác suất mà nó bị cận chiến rất là cao. Mà thôi, bắn đi. Chứ đừng có giết những cái thằng mà có thể để trứng như thế này. Để giết nó thì zombie rất là ít. Mà nó mà vô xin thì cũng nên giết luôn đi. Vâng, cái thái độ mà đứng một chỗ như thế này thì chắc chắn là vô xin rồi. Không đi tìm hàng thì chắc chắn là như thế. Rồi, có cương thi. Sao lại không đi giết người? Ui, cái gì đấy? Vâng, lượn ngay vào mặt. Nhưng không mất giáp. Và bạn cương thi bị mất bạn. Đây rồi. Ok, đơn giản một đúng nhạc. Các bạn thấy chém nó ảo lòi không ạ? Rất là xa. Cầm cây Guri này rất là tự tin nha em ạ. Ấy, chả sợ bố con thằng nào. Lao vào mà chém thôi. Nó cũng như sẻng VIP vậy. Nhưng mình thích cây này hơn. Sẻng thì cầm nó sao sao ấy. Còn cây này thì chém rất là rộng. Sẻng cũng rộng nhưng mình thích cảm giác là mình thích cái cận chiến này hơn. Đấy, vì rút ra thì nó xoáy một vòng rất là đẹp. Mà cận chiến thì nó khỏi phải bàn rồi. Đấy, nếu mà sau này nó bán ra thì các bạn nên múc cây này. Ưu tiên về cây này. Còn cái set súng thì từ từ đã. Còn nếu mà có điều kiện thì cứ múc cây này thôi. À, bay nhảy này. Rồi lại chết rồi. Thằng MG nó sấy kinh thế. Sấy toàn hết sọ thôi. Hay nhả. Gì đây? Rồi, cầm bồ cào. Lắm sát khí. Lắm sát khí này. Mất giáp luôn. Chất trời. Té. 36 kế chuồn là thượng sách. Mất giáp rồi. Em chả dám còn nghỉ ngu nữa. Ôi, đạp bom ngay vào mặt. Đầu thế. Rồi, may còn quả bom. Đúng duy nhất một quả bom thôi. Mình không cầm bom get to. Nên nếu mà bị đáp thêm một quả nữa thì chắc là tịch luôn.
Rồi mình sẽ đi tìm những cái con giống mai lẻ lẻ như thế này để cận chiến. Thế rồi Inter. Trời ơi, yêu máu này, chạy đi nấp này. Đấy, tương bom đi. Đấy, biết ngay mà. Nghi nghi lắm. Rồi, không biết để trứng vô sinh thì phải chết thôi bạn ơi. Cái số phận thì nghiệt ngã lắm. Trời ơi, còn lượn vào người nữa. Tức là VL. Thế rồi à, còn 3 con nữa. Ok, tuy là bắt giáp nhưng mình sẽ cố gắng cận chiến thêm vài con nữa rồi nghỉ. À, nó nấp hết ở dưới bàn thờ. Sao nấp ở đây nhở? Sao lại nấp ở đây? Rồi, còn 2 con nữa. À, móc lốp này. Ôi trời ơi, này thì móc lốp. Anh em ơi, đừng qua KS hàng của tôi nha, để tôi cận chiến. Cận chiến, ô, một phát không đi này. Vâng lời, vâng pha đấy biết thế, mình chơi đặc biệt luôn. Đây rồi. Đây rồi, ôi trời ơi, đặc biệt cũng không chết. Quay nổi thật. Chơi kiểu gì cũng không chết thế này. Mất giáp mà vẫn liều mạng cận chiến. Cơ bản là nó không chết thôi.